Vâng, lời đầu tiên em xin phép được gửi lời cảm ơn, lời chào, lời chúc sức khỏe tới thầy Dương Trung Hiếu và lời chào, lời chúc sức khỏe tới các cô chú, các anh chị cũng như các bạn trong group của chúng ta. Em xin tự giới thiệu về bản thân, em tên là Nguyễn Quyết Tiến. Hiện nay em đang sống và làm việc ở huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội và em đang là giáo viên của trường cấp 3 ở huyện Ba Vì. Em là sinh viên của trường Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành bảo mật hệ thống thông tin và em đã có 10 năm kinh nghiệm làm công tác giảng dạy. Em cũng mong muốn rằng là hôm nay được quay một video để giới thiệu về bản thân, cũng hy vọng rằng là ở trong group của chúng ta sẽ có các anh chị, các bạn ở quanh quanh khu vực Hà Nội. Nếu gần nhau thì chúng ta sẽ tiến hành một buổi offline để chia sẻ kinh nghiệm giống như các anh chị ở trong miền Nam. Vấn đề thứ hai đó là em muốn được giới thiệu về bản thân cũng như định hướng làm về YouTube rồi về kiếm tiền trên mạng. Theo như sự định hướng của thầy thì trước đây em cũng đã làm được hai kênh đã bật kiếm tiền. Tuy nhiên thì trong thời gian vừa rồi, khoảng một tháng vừa rồi thì hai kênh đó có bị Google bắt spam và họ có thông báo rằng vi phạm các nguyên tắc của cộng đồng gì đó. Thì đây là một kinh nghiệm về sự thất bại, tuy nhiên em cũng rất là buồn nhưng mà cũng thấy rằng đây là một bài học cực kỳ bổ ích. Và ở đây thì tất cả các kênh YouTube em đã từng làm đều là làm